Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn. Theo văn hóa tâm linh, bàn thờ là nơi mọi người thờ cúng tổ tiên, thần Phật, vừa để tỏ lòng nhớ thương, biết ơn, vừa để cầu tài lộc, may mắn. Bởi vậy, việc dọn dẹp bàn thờ không hề đơn giản, phải biết cách dọn làm sao cho đúng, cho sạch nhất. Khi lau dọn bàn thờ, chúng ta không dùng nước lã mà phải chú ý tới các loại nước đặc biệt hơn để thể hiện lòng tôn kính và sự hiếu thảo với thần Phật và gia tiên để cầu thật nhiều may mắn, tài lộc, sức khỏe và bình an. Vậy lau dọn bàn thờ cần sử dụng nước loại gì? Quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi trong video ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin, quý anh chị và các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất từ kênh Phong thủy May mắn. Theo các chuyên gia phong thủy phương Đông, việc mọi người sử dụng nước lã là hoàn toàn sai lầm. Nước lọc bàn thờ phải là nước 5 thứ thảo dược: quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn hoặc rượu gừng để tẩy uế, làm sạch đồ thờ cúng. Thứ nhất, nước rượu pha gừng. Khi lau dọn bàn thờ, đặc biệt là lau bài vị hay tượng thờ thì tuyệt đối không được dùng nước lạnh mà phải dùng rượu pha loãng với gừng giã nhỏ. Theo quan niệm dân gian thì gừng và rượu có công dụng trừ tà rất tốt. Nó sẽ giúp loại bỏ những vết bẩn, tẩy uế, đuổi sạch xui xẻo của năm cũ đi. Nhờ vậy, bàn thờ mới được sạch sẽ, thoáng mát để sẵn sàng đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Thứ hai, nước rượu pha tỏi. Cũng giống như gừng, tỏi pha rượu không chỉ tẩy vết bẩn bám dính hiệu quả mà còn giúp cho bài vị, bát hương, bát được đồ lễ, chén rượu sạch bong như mới. Không phải cứ Tết mới dùng, mọi người có thể ngâm sẵn rượu tỏi để lau dọn bàn thờ thường xuyên. Việc này sẽ giúp xua đi những vận xấu đang đeo bám, mang lại luồng khí mới tốt đẹp hơn. Thứ ba, nước thảo dược. Nước thảo dược hay còn được gọi là nước bao sái, gồm 5 thứ thảo dược: quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn. Để có được thứ nước này, mọi người đun sôi 1,5 lít nước, sau đó cho các nguyên liệu kể trên vào, đun tiếp 2 phút rồi tắt bếp để âm. Lấy nước thảo dược lau dọn bàn thờ và đồ cúng, chú ý lau cẩn thận, tỉ mỉ để tránh rơi vỡ đồ đạc, vật phẩm gia tiên. Thứ tư, nước ấm. Nếu trong nhà bạn không có sẵn những nguyên liệu trên thì mọi người nhớ dùng nước ấm đun sôi để nguội để sau đó lau dọn bàn thờ. Khi lau, nhớ phải lau bài vị trước rồi mới đến bát hương để tránh bị hao tài. Khi đặt xuống, nhớ đặt bài vị, bát hương của thần Phật trước rồi mới tới tổ tiên. Quý vị thân mến, thông thường việc lau dọn bàn thờ cần dựa vào dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, ngày nay mọi người đặt hai chữ thành tâm lên trên tất cả. Do đó, không chỉ những ngày rằm, mùng 1, sổ chạp, lễ quan trọng mà ngay cả ngày thường nếu thấy bàn thờ quá bụi bẩn thì tốt nhất nên lau dọn luôn để giữ nơi đây lúc nào cũng sạch sẽ, trang nghiêm. Có như vậy thì tổ tiên, thần Phật mới thấy được tấm lòng thành kính mà ban phước cho gia chủ. Không nên lau dọn thường xuyên vì khu vực đặt bát hương rất cần tụ khí. Nếu được chạm liên tục thì theo tâm linh cũng không tốt. Còn bình thường khi thắp hương chỉ nên lau bàn thờ cho sạch sẽ, không để bụi bẩn hay mạng nhện ở nơi đó. Từ trước tới nay, người ta luôn quan niệm rằng người lau dọn bàn thờ phải là gia chủ, đại diện cho gia đình. Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy thì chỉ cần là thành viên trong gia đình, ai làm việc này cũng đều được. Chỉ có một số lưu ý nhỏ là trước khi dọn dẹp phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng, chỉnh chu và thật thành tâm. Sau đó, chuẩn bị đĩa hoa quả đặt lên bàn, rồi thắp một nén hương, thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngày hôm nay sẽ thu dọn bàn thờ, mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc. Ngoài ra, gia chủ cũng nên chú ý những điều kiêng kỵ cần lưu ý khi lau dọn bàn thờ để tránh bị phạm lỗi, ảnh hưởng đến gia tiên và giúp tránh rước phải xui xẻo cho mọi người trong gia đình. Dưới đây sẽ là những điều bạn cần nhớ kỹ. Dùng dụng cụ không sạch để lau dọn bàn thờ. Hãy luôn nhớ rằng bàn thờ là nơi tôn nghiêm và linh thiêng. Vì thế, khi lau dọn bàn thờ, tuyệt đối không được dùng dụng cụ bẩn.
Trước khi lau dọn, nên chuẩn bị các đồ mới như chổi quét, khăn lau. Nước dùng để lau cũng cần phải sạch. Theo quan niệm dân gian, nếu dùng chổi, khăn lau dọn chung vốn mang nhiều uế tạp thì sẽ không đảm bảo sự tôn nghiêm nơi thờ cúng. Đặt bát hương trong chênh. Bàn thờ gia tiên của người Việt thường có 3 bát hương. Bát chính giữa là thờ quan thổ công, thổ thần, táo quân. Hai bát hai bên thờ ông bà, tổ tiên của gia đình. Bát hương cần được đặt ở vị trí chắc chắn, không được để chỗ trong chênh vì có nguy cơ bị xê dịch. Trong quá trình lau dọn bàn thờ, rút tỉa chân nhang, hạn chế di chuyển mạnh bát hương. Quan niệm dân gian cho rằng bát hương trong chênh thì bát hương sẽ bị động, hàm ý mọi thứ sẽ không được ổn định. Làm đổ vỡ đồ thờ cúng. Người Việt từ xưa vốn kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ vật vì đó là điềm báo xui xẻo sắp đến. Với đồ thờ cúng, cũng đại kỵ làm đổ vỡ. Đồ thờ cúng trên bàn thờ thể hiện lòng thành của con cháu với người đã khuất và các vị thần linh. Vì thế nếu làm vỡ, người xưa quan niệm rằng đó là dấu hiệu tổ tiên không hài lòng điều gì đó hoặc điềm xấu sẽ tới. Vì thế, khi lau dọn bàn thờ, cẩn thận, tiến hành nhẹ nhàng, tránh tuyệt đối đổ vỡ. Bỏ cát vào trong bát hương. Bát hương cần được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm nếp hoặc rơm tẩy sạch, lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất nhằm đảm bảo tính trang nghiêm và thanh tịnh. Gia chủ không nên bỏ cát vào trong bát hương. Quan niệm dân gian cho rằng việc làm này sẽ khiến cho gia đình lục đục gặp những điều không may mắn trong năm đó. Tùy tiện di chuyển bát hương. Bát hương không chỉ là nơi để con cháu thắp hương nhớ về tổ tiên, ông bà. Đây còn là nơi kết nối tâm linh giữa tổ tiên và gia chủ. Trong văn hóa tâm linh của người Việt, nếu tùy tiện di chuyển vị trí bát hương sẽ không tốt cho công việc làm ăn, sức khỏe của mọi người trong gia đình. Để hạn chế di chuyển bát hương, gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu rồi lau bát hương là được. Ngoài việc không được tùy tiện di chuyển bát hương, gia chủ cũng không được di chuyển chân hương tùy tiện bởi nó sẽ ảnh hưởng tới may mắn của gia chủ. Không tự ý tỉa và đổ chân hương. Đặc biệt, không làm vỡ đồ, không nói tục chửi bậy, không to tiếng làm ảnh hưởng tới bề trên. Các chuyên gia tâm linh cho rằng việc tỉa chân hương có thể làm hàng tháng vào dịp cuối tháng để bát hương, bàn thờ luôn sạch sẽ, sáng sủa và tránh hỏa hoạn. Sau khi lau dọn xong xuôi, sẽ đến công đoạn đặt lại đồ thờ lên bàn thờ. Trước khi đặt lại đồ lên bàn thờ, dùng 7 tờ tiền vàng đốt rồi hợp 4 phía, trên, dưới, trái, phải của bàn thờ. Sau khi đặt lại đồ thờ thì thắp 3 nén hương lên bát hương và vái lại lần nữa. Để cẩn thận, người ta thường làm lễ theo cách thức như sau. Dùng 7 tờ tiền vàng đốt và làm dấu hơ ở 4 hướng, trên, dưới, trái, phải. Ý là dùng lửa để khai quang, làm sạch. Tiền vàng chưa cháy hết thì bỏ vào lò than hoa. Sau đó, đốt thêm 7 tờ tiền vàng nữa để làm sạch tại các vị trí đặt trên bài vị, bát hương thần Phật tổ tiên. Sau đó mới đặt các đồ vào đúng chỗ. Cuối cùng là cắm 12 que hương theo thứ tự hướng thời gian. Que thứ nhất nằm ở vị trí 1 giờ. Khi cắm thì đọc niên niên thị hảo niên, tức là mỗi năm đều là năm tốt. Que thứ hai cắm ở vị trí 2 giờ, khi cắm đọc nguyệt nguyệt thị hảo nguyệt, tức là mỗi tháng đều là tháng tốt. Que thứ ba cắm ở vị trí 3 giờ, khi cắm đọc nhật nhật thị hảo nhật, tức là mỗi ngày đều là ngày tốt. Que thứ tư cắm ở vị trí 4 giờ, khi cắm đọc thời thời vị hảo thời, tức là mỗi giờ đều là một giờ tốt. Cứ như vậy cho đến khi cắm 12 que hương. Quý vị thân mến, bàn thờ là một nơi linh thiêng, do đó chúng ta không được đặt những thứ linh tinh làm mất đi tôn nghiêm vốn có của nó. Ngoài ra, khi đi chùa cũng không nên mang theo những thứ đã dùng để cúng bái ở đó về đặt lên bàn thờ để tránh ảnh hưởng tới vận may tài lộc và phúc khí của gia đình. Thay vào đó, hãy đặt một lọ hoa tươi trên bàn thờ để mang lại sinh khí tươi mới cho cả gia đình. Lưu ý, chỉ nên dùng các loại hoa sen, mai, đào hay huệ lên bàn thờ tổ tiên. Đặc biệt, không nên cắm các loại hoa như cúc, ly, hoa dương bụt để gia đình không bị xào xáo, chịu cảnh ly tán. Vào dịp Tết, ngoài hoa tươi thì trên bàn thờ nên có một mâm ngũ quả, bánh kẹo và thức uống. Tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà trưng bày các món trên bàn thờ có thể khác nhau. Bên cạnh đó, trong những ngày Tết, phải giữ bàn thờ luôn sáng đèn để có ý nghĩa với ông bà tổ tiên, luôn dõi theo và bảo vệ chúng ta, giúp con cháu trong gia đình luôn bình an,
khỏe mạnh. Quý vị thân mến, trên đây là những lưu ý khi sắp xếp và lau dọn bàn thờ để gia đình luôn bình an, vượng đạt. Nếu bạn cần tư vấn để thiết kế bàn thờ gia tiên cũng như đặt bàn thờ gia tiên sao cho hợp phong thủy nhất, quý vị hãy để lại comment ở phần dưới bình luận hoặc vui lòng liên hệ đến số hotline của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhiều nhất. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Đừng quên nhấn like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất cứ video nào. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại!